Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Triều Lệ Dịnh và dàn sao nữ chưa từng vướng scandal Đọc bài viết sau sao nữ chưa từng vướng phải scandal trên Sohu thì Coron mới thấy với làng giải trí hoa ngữ bên ngoài hào nhoáng, bên trong hỗn loạn thì để tìm ra những nghệ sĩ chưa từng vướng bê bối nào là một điều chẳng hề dễ dàng. Vướng scandal cũng là một cách để nổi tiếng Tuy nhiên Triều Lê Dĩnh, Lưu Thi Thi, Lưu Diệp Phi thì lại không dựa vào đó để lăng xê bản thân. Triều Lê Dĩnh, trước đây khi mới nổi, Triều Lê Dĩnh gây ra tranh cãi vì học vấn thấp, EQ không cao, có nhiều phát ngôn khiến dân mạng cạn lời và ồn ào xung quanh những nghi vấn tình cảm với các nam diễn viên. Nhưng nếu so với những tai tiếng mà chỉnh sảng từng vướng, thì phải mấy chuyện lặt vặt của Triều Lê Dịnh chẳng thể coi là scandal được. Lưu Thi Thi, dù là trước hay sau khi nổi tiếng, thì Lưu Thi Thi cũng luôn cố gắng né tránh những scandal và giữ cho bản thân mình trong sạch. Theo Caron thấy, thì điều này đã giúp Lưu Thi Thi ghi điểm trong mắt người qua đường, khiến cô ấy luôn giữ được hình ảnh nữ thần hoàn hảo. Lưu Diệc Phi, vào nghề gần 20 năm nhưng Lưu Diệc Phi quả thật đã giữ được cho mình hình tượng thần tiên tỷ tỷ, không vướng bụi trần. Lưu Diệc Phi là một ngôi sao luôn tránh xa các scandal, tuy có vướng phải một số điều tiếng, nhưng rõ ràng đó chỉ là những tin tức chưa được kiểm chứng, bản thân nữ diễn viên cũng đã nhanh chóng phủ nhận. Thư Sướng, có lẽ vì là bản thân nên lưu Diệp Phi và Thư Sướng có rất nhiều điểm khá giống nhau, trong đó có một điểm là nói không với scandal. Dù là trước đây hay bây giờ thì Thư Sướng cũng luôn cố gắng thật kín tiếng, cô chăm chỉ đóng phim chứ không hề quan tâm đến việc phải giữ độ nổi tiếng như nhiều người khác. Hàn Tuyết, Hàn Tuyết nổi tiếng với gia thế khủng, và có hậu thuận cực mạnh ở phía sau, nhưng cô lại chẳng hề thông qua việc này để khiến mình trở thành sao hạng A trong làng giải trí. Hàn Tuyết cứ bình lặng mà đóng phim, luôn nói không với các scandal và sống rất khiêm tốn, thân thiện với mọi người. Cảnh Điềm, thật ra ngoài việc bị ghét vì diễn xuất kém nhưng lại toàn nhận được các dự án phim lớn vượt khả năng bản thân, thì cảnh điểm chưa từng vướng bê bối nào dễ bị người ta lên án cả. Nhìn vào cách ứng xử những năm qua của Cảnh Điềm, Carol cho rằng Cô ấy là người rất thân thiện và chăm chỉ, không phải kiểu thích tạo thị phi để nổi tiếng. Hoạt động nhiều năm trong làng giải trí, việc nữ diễn viên có thể giữ bản thân trong sạch là điều không hề dễ dàng, vậy ngoài những ngôi sao được kể tên ở trên, bạn cảm thấy còn thiếu ai nữa không? Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.